bản nhưng đã khiến rất nhiều người trong thị trường crypto mất tiền oan. Hãy xem tới cuối video này và chấm điểm xem là bạn thuộc top những người cẩn thận hay là thuộc top những người bất cẩn nhé. Chắc là mình sẽ ở người giữa mất, tại vì mình đã từng vướng phải 3 trên 5 điểm này rồi đấy. Lưu ý thứ nhất đấy chính là địa chỉ ví nạp rút, và mọi người hãy luôn luôn nhớ kiểm tra địa chỉ ví nạp rút đã đúng hay chưa nhé. Và đặc biệt này, tránh nhầm lẫn với token contract vậy, bởi vì trong dãy số như thế này nhìn rất là giống nhau, nhưng mà nhớ không giống anh em sinh đôi thế thôi, lại không phải là giống nhau đâu. Và blockchain ấy đã gửi sai thì coi như là bay máu luôn rồi còn gì nữa. Điểm thứ hai cần lưu ý đấy chính là mạng lưới blockchain nạp và rút. Mọi người hãy nhớ là kiểm tra kỹ mạng lưới nạp rút để tránh tình trạng là sau khi rút lại nhầm trên mạng khác nhá. Khi mọi người muốn nạp BNB vào ví Binance Smart Chain là FEP20 để làm phí giao dịch, nhưng mọi người lại không kiểm tra và vô tình rút nhầm về mạng Ethereum, thì việc này sẽ khiến mọi người mất phí rút rất là cao nhá. Và đồng thời lúc này BNB là dưới dạng là ERC20 sẽ không thể làm phí trên Binance Smart Chain được, lại càng không thể rút nếu không có Ethereum làm phí trên ERC20 nhá. Đấy, tự nhiên là có phải mất thêm một khoản Ethereum để giải quyết không? Mà phí Ethereum lại vô cùng đắt đấy chứ. Nên là các bác cẩn thận đấy nhá. Và điểm thứ ba là phí gas sẽ tương đương theo blockchain nhá. Khi mọi người nạp tiền từ sàn thì họ sẽ trừ thẳng tiền trong token của mọi người đang có. Tuy nhiên ý, khi mà trong ví thì bất cứ hoạt động nào của mọi người sẽ đều cần phải có phí cả. Và mạng lưới nào thì sẽ tính bằng native token của mạng lưới đấy nhá. Lưu ý nhá, lúc mà rút tiền ấy hoặc là swap ấy thì nhớ là phải luôn có sẵn cái native token của mạng lưới đấy, nhưng là không giao dịch được đâu. Điểm thứ tư đấy chính là số lượng token muốn nạp rút. Mọi người hãy luôn nhớ kiểm tra thật kỹ lượng token muốn nạp rút trước khi ấn confirm nhá. Bởi vì một số dự án bây giờ ấy sẽ thu một phần token của bạn khi mà bạn thực hiện chuyển đi hoặc swap, nên là hãy chắc chắn bạn đã tìm hiểu kỹ dự án đó trước khi mua để tránh bị mất tiền oan. Và điểm lưu ý cuối cùng là nếu bạn không thể tìm được token muốn nạp hoặc rút trong ví ấy, thì bạn chỉ cần lấy địa chỉ ví theo trên mà token đó thuộc về để nạp hoặc rút vào thôi nhá. Những cái điểm vừa rồi ấy thì trông thì có vẻ nhỏ bé và hiển nhiên trong khi giao dịch ấy, nhưng ở đây vẫn có rất là nhiều bác thường xuyên quên và thường xuyên mất tiền oan vào những cái điểm đấy đấy. Thế nên ý là cẩn thận vẫn không thừa mà. Và chúc các bác ở đây không cần phải đóng nhiều tiền học phí oan uổng vào thị trường nhá. À, đừng quên bấm follow CMN Trời để luôn cập nhật được những cái tin tức mới nhất trong thị trường crypto và những cái mẹo hay trong crypto nhá. Thank you, see ya, love you.